Xin chào các bạn, hôm nay đóng gói tiết kiệm.vn xin gửi tới các bạn túi đóng hàng, quần áo, dây lưng, ví da, giày dép, ba lô túi sách màu vàng kích thước 20x30, túi có dạng túi niêm phong, xé dán, túi có kích thước ngang đáy 20cm, chiều dài túi là 30cm, màu vàng tươi, miệng túi có lớp băng keo xé dán. Đặc điểm chắc chắn siêu dính. Khi các bạn sử dụng túi để đóng hàng thì chỉ cần xé cái lớp băng keo này ra và gập nó vào, dính vào cái bề mặt của túi đối diện thì đơn hàng của bạn đã được đóng gói thành công. Đặc điểm của những chiếc túi được sản xuất bởi đóng gói tiết kiệm.vn có độ dày chắc chắn hơn so với các sản phẩm trên thị trường. Độ bền cao, màu sắc đẹp, lớp băng keo được sử dụng để xé dán ở miệng là loại băng keo cao cấp nhất trên thị trường, có bề rộng của lớp băng keo này rất là lớn. Khi chúng ta đã hoàn thành cái việc đóng gói thì bất kể một can thiệp nào vào việc xé dán cái lớp băng keo ở miệng này ra, lớp túi miệng túi này ra đều sẽ làm cho các chiếc túi này bị rách. Vì vậy, tuyệt đối an toàn khi sử dụng những chiếc túi xé dán của đóng gói tiết kiệm. Các bạn có nhu cầu đặt hàng có thể vui lòng liên hệ với đóng gói tiết kiệm qua tổng đài tư vấn và đặt hàng 0839575757. Chúng tôi ngoài màu vàng còn rất nhiều màu khác, và ngoài kích thước 20-30 còn có rất nhiều kích thước khác, nên các bạn có thể liên hệ với đóng gói tiết kiệm.vn để được tư vấn về kích thước và màu sắc phù hợp với sản phẩm của mình qua tổng đài 0839575757. Xin cảm ơn.